Kìa, Uma, Uma của em đây hả? Chị, sao lo biến thành như này? Chị, Thu ơi, chị nói chuyện này nhá. Bởi vì ấy, cái lúc mà làm đọc truyện ý, nó hay quá, chị lỡ ăn mất. Nhưng em ơi, kẹo này cũng ngon mà, em nhìn ạ. Đó, wow, em thấy không? Làm gì có cái kẹo nào á, mà nó đẹp, nó bảy màu, nó đẹp, nó dài này. Thu ơi! Dạ! Con ơi, ra ba nhà tí con ơi! Dạ! Ủa, em đi đâu ấy? Đi đâu? Ba người có chuyện một tí, ngồi đây chơi đi. Chỗ mơ đây, ngồi ăn đi, anh đang ở chơi tí. Biết là yêu chị nhất là lúc nào phần chị mà. Nghe rồi về nhá! Con này đủ rồi, ra sang đây! Ơ, có chuyện mới mua à? Dạ! Yêu kinh! Ô nhưng mà yêu ơi, hãy có kẹo này này, thảo nào gọi mình sang đây chơi. Nhưng mà sao còn ít chứ? Không được, à, vừa đọc chuyện vừa ăn vậy. Là cái ít quá. Ngon. Phải đọc chuyện đúng không? Ngon quá. Ừ, dạ là ứng ở nhất luôn. Thu biết mình thích ra là phải mình sang ấy. Ngon. Mình ngon phải thổi miệng. Những con vật đáng yêu à, cái heo à. Xem quả lắm. Má ơi. Trời ơi, mình ăn hết cả con chậu à. Thả mừng ngay phòng hết cả mồm ấy. Thế rồi Thu thích kẹo này lắm ấy, mà kẹo này khó mua lắm. Bây giờ làm nào để tí về Thu sẽ giận mình ấy. Có cách rồi. Đèo. Masa, chị đâu rồi? Vẫn chị ngồi đây không à? Hey, chị đây. Ê, sao em đi lâu về thế? Ê, bố em nhờ em việc gì á? Ủa, cái kia có cái gì kìa? Sao em đi đây là đâu mà lâu về? Ăn chậu hoa thì ăn ngay nè. Đi mua gì? Em vừa tìm ra kẹo. Nãy đây. Chậu hoa, thế thấy. Thế này. À, chị ra làm ở đây. Ừ. Nè, nhưng mà từ từ thôi. Tí nữa hẵng ngay. Chị hỏi với ba em bảo em đi mua gì ấy. Hả? Em đang ra chỗ kia. Đúng rồi, mẹ đến ngày lục tiền điện. Hôm trước chị cũng đi lục cho mẹ chị rồi. Ừ. Nhà em mất nhiều tiền không? Chị đi đâu vậy? À đâu, chị đi đâu đâu, cái chân này của chị tự nhiên ngứa. Kìa, Uma, Uma của em đây hả? Chị, sao lo biến thành như này? Chị nói chuyện này nhá. Bởi vì ấy, cái lúc mà làm đọc truyện ý, nó hay quá, chị lỡ ăn mất. Nhưng em ơi, kẹo này cũng ngon mà, em nhìn ạ. Đó, wow, em thấy không? Làm gì có cái kẹo nào á, mà nó đẹp, nó bảy màu, nó đẹp, nó dài này. Có khác gì Hubo Hubo đâu. Ôi trời ơi, chỉ khác là kẹo này bọc đường thôi mà. Mà sao? Ôi, chị xin lỗi đi, kẹo này ăn cũng ngon mà nhá. Lần sau á, chị hứa chị sẽ mua cho em hộp mới. Chỉ vì á, chị nằm á, chị đọc chuyện chị không may thôi. Em nhai chặt cái này đi. Thôi được rồi. Ừ, tha lỗi cho chị nhá. Đấy chua, kẹo này ăn thử xem. Đây. Ôi rồi, kẹo này cũng dài, có kém gì Hubba Hubba của em đâu. Hubba Hubba của em đâu. Này, nhìn này. Nhưng mà mỗi tội nó hơi khó quay thôi. Bởi vì nó hơi bị kích. Em có biết không? Mà chị ăn lỡ ăn hết của em một phát nhá. Chị bảo tôi chưa bây giờ nắm đâu. Thế là chị nghĩ là nhà chị có cái kẹo này. Chị phải về nhà chị làm mọi cách để cho nó dài được ra như thế này để mang về trả em nữa. Em nhìn thấy không? Bao nhiêu là công phu ấy. Kẹo này cũng ngon mà. Ngon không? Ngon mà. Ngon mà, sao chị không ăn được? Thấy chưa? Kẹo này á, như nó không nhai, nó không thổi được. Nhưng mà chị em mình ăn á, nó ngọt, mất được, đúng không?
nữa được. Đây, à, chị sẽ đặt tên mới cho nó nào. Huba, bảy mèo, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Thôi đừng giận chị nhé, không sao chị mua cho. Đây là mình để sẵn này, mình đi ra vườn chơi đi. Nóng lắm, ở chỗ này nóng lắm nhá. Ừ, đi, đi ra đằng kia vặt. À, nhà em có quả gì không? Hè rồi. Ê, nhiều quá. Nhiều lắm ạ. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.